Xin mời hai bạn lên đây. Rồi mời bạn qua đây. Anh chị em thấy này có xứng đôi vừa lứa không? Mà không biết là có phải là đôi hay không. Tụi con tên là gì, ở đâu? Dạ con tên là Kim Ngân, con ở Mỹ. Kim Ngân ở Mỹ, còn con? Adam Pham, Mông Mỹ. Con là con người Mỹ hay người Việt? Người Việt. Người Việt, và chúng con là gì của nhau? Dạ vợ chồng. Ai là vợ? Con là vợ. Rồi, chúng ta cho vợ chồng hát tay chào mừng hai bạn. Con sinh ở Mỹ hay sinh ở Việt Nam? Con sinh ở Mỹ. Bao nhiêu tuổi rồi? Con gần 30. 30 tuổi mà sinh ở Mỹ thì bạn nó phải sang Mỹ phải có 30 năm rồi. Chúng con hôm nay, chúng con về từ Mỹ về đây, chúng con điều đầu tiên là làm sao chúng con biết được giáo điểm tin mừng này mà từ Mỹ chúng con bay về đây. Ba mẹ con ngày nào cũng nghe. Dạ nghe cha giảng. Dạ ba mẹ con ngày nào cũng nghe cha giảng cho nên kêu tụi con về đây cầu nguyện, xin ơn. Rồi, chúng con đang có mong ước được ơn gì về nói to cho mọi người nghe để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con. Dạ, lần này con về là con xin tạ ơn tại vì tháng 5 vừa rồi con về, con được cha đặt tay á. Thì cha chữa bệnh cho con, khi mà cha đặt tay thì con thấy một cái dòng điện đi trong đầu con 15 phút luôn, xong rồi tự nhiên cái đi xuống tay con rồi dòng điện đi ra. Thì sau lúc đó là cái mắt con nó sáng ra, xong rồi con hết bị động kinh luôn. Hallelujah! Con bị động kinh như vậy là bao nhiêu năm? Dạ 2 năm. Nhưng mà khi mà đi khám bác sĩ á, không có biết được là tại sao bị động kinh, cho nên người ta cứ kêu là con không có bị động kinh. Đấy tôi nói nãy mà bác sĩ không biết đâu, nhưng mà ai biết? Bác sĩ không biết nên bác sĩ bó tay thì Chúa. Và đây là người bạn đấy đã đến đây một lần trước rồi và đã được ơn, lần này quay trở về để tạ ơn và làm chứng cho Chúa. Rồi sau khi về lại bên Mỹ, con ở bên Mỹ ba mẹ con loan truyền lòng Chúa thương xót như thế nào cho mọi người? Dạ ba mẹ con, xong rồi con cưới chồng thì con mới nói là ba mẹ chồng con nghe cha giảng. Thì sau khi nghe cha giảng được một lúc thì một thời gian thì ba chồng con phát hiện ra là bị ung thư phổi. Bây giờ thì đã lên tới não rồi, bị khối u não. Và mới sáng nay thì mới bị nước vô não á. Thì bây giờ ba chồng con đang nằm ở trong cấp cứu. Thì chồng con mới kêu là thôi để hôm nay lên Cha Long để xin ơn, xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho ba chồng con. Ba con bao nhiêu tuổi? 58. 58. Rồi ba con bị lâu chưa? Dạ, lâu rồi. Cho vợ nói đi. Cho vợ nói đi. Rồi. Rồi bây giờ cha hỏi con là bây giờ con đến đây con xin cái gì cho, con xin ơn gì để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Cái này thì con phải nói tại vì con xin mà, con xin cái gì? Cho ba khỏe. Khỏe. Thưa anh chị em, đây là một người con rất là có hiếu, sinh ở bên Mỹ, 30 tuổi. Nhưng mà mỗi lần nhớ đến ba là anh ấy khóc. Lúc nãy anh lên xin đặt tay cầu nguyện, anh cũng chỉ xin cho ba. Mà cứ nhắc đến ba là lại khóc. Và vì anh đang đứng trước mặt chúng ta, cũng lại những giọt nước mắt là thương ba của anh. Cha và cộng đoàn hứa sẽ cầu nguyện cho ba của con nha. Và đây cha gửi tặng cho chúng con những món quà của lòng thương xót Chúa. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, con về con để cho bàn, trong bàn của con nha. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng thương xót Chúa. Đây là đề can lòng thương xót Chúa và mẹ ban ơn để chúng con gắn vào xe hơi của chúng con. Rồi đây là móc khóa lòng thương xót Chúa, để mỗi đứa một cái móc khóa, mỗi đứa một xe, đúng không? Phải không? Dạ, dạ. Chúng con cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, được 8 tháng. 8 tháng. Rồi đây là cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Còn gì nữa? Đây là tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Còn gì nữa không ạ? Còn gì nữa không? Hết chưa? Được chưa? Được rồi. Được rồi. Rồi. Cảm ơn cha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Cảm ơn cha và cộng đoàn rất là nhiều.
Rồi xin mời